Trung Thu và chị Hằng. Tương truyền, ngày xưa ngày xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, vốn là 10 con trai của Ngọc Hoàng. Vì trong quá trình tu tiên quá trầm uất mà biến thành, mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn, người dân gần như không thể sống nổi. Mau truyền lệnh ta, triệu mọi anh hùng trên thiên giới, ai có khả năng hãy ra tay khống chế các mặt trời đi. Chúng thần tuân lệnh. Lệnh Ngọc Hoàng ban đi, lập tức xuất hiện Hậu Nghệ, người anh hùng cái thế, đã dùng thần lực dương nỏ thần bắn rụng chính mặt trời. Trên bầu trời chỉ còn lại duy nhất một mặt trời. Muôn dân vỡ òa sung sướng khi mọi thứ trở lại bình thường. Bẩm Ngọc Hoàng, phía hoàng tử đã bị thương nặng sau khi trúng tên của Hậu Nghệ. Tên Hậu Nghệ này to gan, ta chỉ ra lệnh thu phục mà hắn dám tự ý sát thương hoàng tử của thiên cung. Ngay lập tức thực hết tiền khí, đẩy cả gia đình hắn thành phàm nhân. Vậy là từ những vị thần bất tử sống trên thiên giới, Hậu Nghệ cùng người vợ xinh đẹp là Hằng Nga bị đày xuống hạ giới sống như bao thường dân. Tuy vậy, Hậu Nghệ đã lập công lớn, nên chàng nhận được sự tôn kính và yêu mến vô cùng lớn của muôn dân. Đà tạ vị thần tiên đã cứu chúng dân. Vợ chồng chàng chính là thần tiên giáng trần. Ở chốn nhân gian này, vợ chồng tôi chỉ là thường dân thôi, từ nay mong được bà con giúp đỡ. Đúng là vợ chồng chàng vừa là anh hùng mỹ nữ lại khiêm tốn. Còn Hằng Nga tốt bụng đã dạy cho các sơn nữ nhiều món nữ công gia chánh. Sống ở hạ giới được ít lâu, cảm nhận thấy là Hằng Nga luôn đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ đã quyết đi cùng trời cuối đất để kiếm cho được cây thuốc trường sinh. Mình đã đi cả tháng trời mà không thấy tung tích cây quý đâu. Rõ ràng khi ở thiên cung, mình nghe nói có một cây trường sinh lưu lạc ở phàm giới. Nếu lão không nhầm thì người chính là anh hùng bắn rụng chính mặt trời. Ê, không giấu gì này, ta đang đi tìm cây trường sinh duy nhất còn lại trên nhân gian. Đáng tiếc là cách đây không lâu, thiên giới đã tuyệt chủng loại cây này ở nhân gian rồi. Tuyệt chủng rồi ư? Người có công cứu độ muôn dân nên lão xin tặng người viên thuốc bất tử được luyện từ cây trường sinh. Lão chỉ còn lại một viên cuối cùng thôi. Đa tạ ngài đã giúp đỡ. Mình chỉ có một viên thuốc thì ai thành tiên, ai ở lại chứ? Mình và Hằng Nga sao có thể lìa xa nhau? Chỉ vì viên thuốc bất tử chẳng không màng nguy hiểm đến tính mạng ư? Sở dĩ em buồn bã cũng chỉ vì thấy oan uổng cho chàng. Vốn là làm chuyện lành mà ngờ đâu thành dữ. Vì ta không muốn nàng phải lo lắng, nhưng thuốc chỉ có một viên. Em chẳng cần trường sinh bất tử gì hết, chỉ cần chúng ta luôn bên nhau là đủ rồi. Vậy viên thuốc này nàng hãy cất đi, phòng khi có lúc cần dùng đến. Không ngờ trong những đồ đệ theo học võ của Hậu Nghệ lại có một kẻ mưu mô xảo quyệt. Nghe lõm được chuyện viên thuốc bất tử, hắn liền nổi lòng tham. Nhân cơ hội, Hậu Nghệ dẫn học trò đi săn bắn dài ngày. Tên đồ đệ tâm địa xấu xa này đã giả bệnh, ở lại núi hòng thực hiện âm mưu xấu xa. Mau đưa thuốc bất tử ra. Ngươi, nhận ngươi giáp. Tốt, tốt tâm ơi, chàng ơi. Không còn ai ở đây đâu, mau đưa thuốc ra, kiếm gươm không có mắt đâu, nhanh lên cho ta. Để viên thuốc bất tử này rơi vào tay kẻ phản đồ xấu xa này thì hậu quả thật khôn lường. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay nhanh lên trời. Chàng, chàng ơi, em không thể ở lại bên chàng được nữa rồi. Ta thấy đã trở về tiên giới rồi. Hằng Nga nàng ơi. Hằng Nga quá lưu luyến chồng nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất. Là nàng, đúng là nàng rồi. Là nàng không nỡ rời xa nên nàng thành thiên nữ trên mặt trăng để có thể hướng về nhân gian. Hôm ấy, chính vào rằm tháng 8, Hậu Nghệ lập bàn hương án ở hoa viên
để tế nàng nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Chúng dân hay tin cũng bày hương án dưới trăng, xin Hằng Nga ban may mắn. Từ đó, tục thờ trăng được truyền đi trong dân gian, đặc biệt vào ngày trăng tròn nhất trong năm là Tết Trung Thu, nhà nhà đều bày cổ trông trăng. Tự tin bước đi. Hà Lê, con trúng tuyển vào vòng trong cuộc thi piano trẻ toàn quốc rồi này. Thật, thật vậy sao mẹ? Con xem đi, người ta mới gửi thông báo về đây. Cuộc thi sẽ diễn ra vào một tháng nữa. Đúng là tên con rồi. Thì là tên con chứ còn tên ai nữa nào? Con nhìn xem này, cuộc thi sẽ được tổ chức ở một khán phòng rất hoành tráng tại nhà hát lớn. Thật tuyệt vời, con gái mẹ sẽ được trình diễn ở nhà hát lớn. Mẹ, nhưng con rất sợ. Con không biết mình có nên tiếp tục tham gia cuộc thi này không nữa. Sao con lại nói như vậy? Con, chân con như thế này, con sẽ trở thành trò cười cho người ta mất. Mẹ, con chỉ là một cô gái què quặt. Con sẽ chẳng bao giờ trở thành một nghệ sĩ được. Không thể đâu mẹ ạ. Lê à, rồi con sẽ làm được thôi. Không, con không làm được đâu mẹ ơi. Mẹ vào nhé Lê. Sao con không bật điện lên? Mẹ muốn cho con xem cái này. Cái gì vậy mẹ? Đây là ai vậy mẹ? Cô gái ngồi trên xe lăn là Kim. Lúc đó, cô ấy vừa đạt huy chương bạc giải bơi toàn quốc dành cho người khuyết tật. Còn cô gái đẩy xe này là mẹ. Thật vậy ạ? Kim là một cô gái rất đặc biệt. Con có muốn nghe câu chuyện của cô ấy không? Vâng, mẹ kể đi ạ. Kim bị liệt đôi chân từ khi còn nhỏ. Cô ấy đã từng rất tuyệt vọng. Cho tới một ngày, cô bén duyên với nghiệp bơi lội và theo đuổi nó đến cùng. Tới năm 21 tuổi, cô ấy đã đạt 3 huy chương trong các giải bơi lội trẻ toàn quốc. Hiện giờ, cô ấy đang là huấn luyện viên cho đội tuyển bơi lội khuyết tật quốc gia. Cô ấy có thể làm nên điều kỳ tích vậy sao? Điều kỳ diệu là do mình tạo nên con ạ. Con có thể làm được như cô ấy không mẹ? Mẹ nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất một nhạc công có thể mang lại cho khán giả là tiếng đàn sâu lắng có thể khiến họ lay động, chứ không phải là bất kỳ điều nào khác đâu con ạ. Nào, giờ thì ngồi vào ghế và luyện đàn cho khán giả trung thành nhất của con nghe đi nào. Vâng, tôi rất vinh hạnh được phục vụ. Thái độ với nhân viên. Chết rồi, doanh thu quý này thấp hơn hẳn. Thế nào sếp cũng mắng như tát nước vào mặt cho ấy. Nào, nhìn những con số này đi. Thế này mà cũng đòi làm ăn, kinh doanh à? Dạ thưa sếp, nguyên nhân là do... Các anh chị làm gì thì làm. Tháng sau, thời điểm này, tôi cần thấy một kết quả khác. Nếu không, tất cả sẽ bị trừ lương. Đáng trí quá, mình lại để quên tập tài liệu ở phòng họp rồi. Sếp lúc nào cũng như một con hổ bị thương. Đúng rồi đấy, từ khi tôi vào làm, chưa thấy sếp mỉm cười với nhân viên bao giờ, mệt mỏi và áp lực thật. Có khi tôi xin nghỉ việc ở đây, sang siêu thị bên cạnh làm việc. Nghe nói, sếp ở bên đó thoải mái và vui vẻ với nhân viên lắm. Thật phải hả anh?
hay ngày mai mình phải sang siêu thị bên cạnh tìm hiểu thêm mới được. Chà, trước siêu thị này quy mô còn nhỏ hơn siêu thị của mình, vậy mà nay họ đã mở rộng quy mô và đúng là thu hút rất nhiều khách hàng. Chào bác, mời bác vào mua hàng. Chào chị. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, hẹn gặp lại quý khách. Vâng, cảm ơn cô. Chào mừng quý khách đến mua hàng. Sao cô ta có thể cười mãi như một cái máy thế? Chào cô đã làm công việc này bao lâu rồi? Chào bác, cháu đã làm việc này 10 năm rồi ạ. 10 năm? Và lúc nào cô cũng cười thế này? Cô không thấy mệt mỏi và nhạt nhẽo quá à? Sao lại mệt mỏi và nhạt nhẽo ạ? Cháu thấy rất thích công việc đấy chứ. Chỉ đứng đấy và mỉm cười thì có gì mà thích? Ồ không, ở đây mọi người đều thân thiện và cởi mở với nhau. Cháu cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Và họ cũng luôn cười với cháu. Những nụ cười của họ khiến cháu thấy mỗi ngày dài rất vui và hạnh phúc. Hơn nữa, đây cũng là điều lệ mà sếp cháu quy định cho tất cả các nhân viên phải luôn mỉm cười với mọi người. À, thì ra là vậy. Chào sếp ạ. Chào mọi người. Tháng trước doanh thu không đạt như mong đợi, nhưng tôi tin tháng sau tình hình sẽ khả quan hơn. Mọi người cố gắng làm việc tốt hơn nhé. Vâng ạ, chúng em sẽ cố gắng hơn nữa ạ. Doanh thu tăng thêm, tôi sẽ đãi mọi người một chầu bia. Nếu tình hình doanh thu tháng này không cải thiện, tôi sẽ sa thải tất cả các anh chị, nghe rõ chưa? Bác, gì thế? Sếp cháu đấy, bác có thấy ông ấy rất tươi cười không? Từ hồi đầu cháu vào đây, ông ấy đã yêu cầu một nguyên tắc thuộc công việc này là luôn tươi cười với khách hàng và đồng nghiệp. À, mà bác đi đây. Ô kìa, bác ơi, bác còn chưa mua gì mà. Ồ, quả là một vị khách kỳ lạ. Sao hôm nay sếp lạ thế? Chào buổi sáng, một ngày làm việc hiệu quả nhé. Vâng, chúng em chúc sếp ngày mới tốt lành. Chưa bao giờ mình thấy sếp cười tươi như hôm nay. À, mà chưa bao giờ thấy sếp chúc kiểu này đâu nhé. Chắc trời sắp nổi cơn giông bão đấy. Dạ thưa sếp, lợi nhuận của công ty mình trong tháng này đã có bước tăng trưởng đáng kể. Siêu thị chúng ta cùng với siêu thị đối thủ lọt vào top những siêu thị đạt doanh thu lớn nhất đấy ạ. Ồ, tốt, tốt lắm. Từ trước đến nay, tôi thành thật xin lỗi các bạn vì thái độ của mình. Tôi luôn cau có và tức giận với các bạn. Điều đó đã làm mọi người căng thẳng, hiệu quả công việc thấp. Từ nay, tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc thật thân thiện, vui vẻ. Và đó cũng là cách để các bạn đối xử với khách hàng của mình. Bữa nay, chúng ta tổ chức liên hoan mừng thắng lợi. Hoan hô sếp, hoan hô! Cây kiếm của Đại tướng quân. Các con, nay ta đã già yếu, không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, ta giao thanh bảo kiếm cho hai con. Đây là thanh bảo kiếm mà Hoàng thượng ban tặng. Nó đã cùng ta xông pha trận mạc, giúp ta lập được nhiều chiến công. Hy vọng các con sẽ cố gắng rèn luyện, ở bên cạnh trợ giúp Hoàng thượng bảo vệ giang sơn bờ cõi này. Dạ, thưa cha. Cha, đúng là bảo kiếm có khác, chui bằng vàng, lưỡi kiếm sắc bén. Quả là thanh bảo kiếm hiếm có trên đời. Có được thanh bảo kiếm này thì sẽ chẳng có ai thắng được ta. Ta sẽ được phong làm đại tướng quân, sẽ lập những chiến công hiển hách giống cha. Thanh kiếm này là của ta, không thể là của chung được. Đây rồi. Chú này, tuy cha nói để lại kiếm cho hai chúng ta, nhưng anh là anh cả, theo lẽ ta sẽ giữ nó. Đây là thanh kiếm cũ của cha, nó cũng gắn bó với cha, cùng cha xông pha trận mạc bao nhiêu năm. Tuy nó hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn tốt. Chú
chú hãy là chủ của nó. Lúc này, anh em ta phải cùng chung sức thay cha phò tá hoàng thượng bảo vệ Giang Sơn. Vâng, anh em ta cùng nhau cố gắng, quyết không phụ công cha tin tưởng. Xứng đáng là con của một đại tướng quân tài ba. Giờ ta đã là đại tướng quân đầy uy quyền, kẻ nào cũng phải nể sợ. Nhỡ một ngày nào đó, thằng em mình nó thay đổi ý kiến, lại muốn tranh chấp thanh bảo kiếm, muốn lên làm đại tướng quân thì sao nhỉ? Phải nghĩ cách mới được. Anh có chuyện gì à? Biên cương phía nam, quân địch lúc nào cũng ngấp nghé xâm lăng, làm sao mà không lo cho được? Mà ta thì không thể trực tiếp đến đó, kinh đô không thể lơ là một phút. Em có thể giúp gì được không? Chú á? Hay là chú thay ta đến đó được không? Đúng rồi, thế mà không nghĩ ra. Cha đã nhắc nhở anh em ta phải cùng nhau bảo vệ xã tắc. Nay kinh đô đã có ta trấn thủ, chú dẫn quân đến đó, trước là bảo vệ biên cương, sau là trấn áp quân giặc. Dạ, được chứ ạ. Việc này anh cứ để em. Đẩy nó ra nơi biên thùy heo hút, thế là xong. Cứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà bảo vệ biên cương đi nhé. Đến giờ dùng bữa rồi ạ, thưa chủ tướng. Thế là bờ cõi đã sạch bóng quân thù. Thưa chủ tướng, có tin báo đám loạn quân đang tấn công vào kinh thành. Loạn quân? Làm sao có chuyện đó được? Ở đó có đại tướng quân dũng mãnh của ta với thanh bảo kiếm trăm trận trăm thắng rồi kia mà. Tình hình ở đó hỗn loạn lắm ạ. Đại tướng quân cũng không địch nổi. Loạn quân đã bao vây hoàng cung rồi. Có chuyện đó thật sao? Ngươi không nói đùa chứ? Dạ, thần đâu dám nói bừa. Chuyện nhà binh đâu phải chuyện chơi. Tình hình rất nguy cấp ạ. Không thể để mất kinh thành, mình phải về trợ giúp cho anh. Tất cả lên đường. Ngươi là đại tướng quân, lại có bảo kiếm trong tay, cớ sao còn thua loạn đảng? Mong bệ hạ xá tội, tại chúng đông quá, chỉ mình thần thì bảo kiếm cũng khó mà chống đỡ được. Thật là vô tích sự. Bẩm hoàng thượng, thật không thể tin được. Vừa rồi một đạo quân cứu viện đã tiến về giải nguy cho hoàng cung, chỉ trong chốc lát đã đánh tan được quân giặc. Thật sao? Cho truyền vào đây nhanh. Hoàng thượng vạn tuế. Là chú? Là chú sao? Anh làm sao mà thương tích đầy mình thế này? Ngươi làm tốt lắm. Thế giặc mạnh và đông đúc mà ngươi dẹp tan chỉ trong chốc lát, thật là tài tình. Ngươi có bí quyết gì vậy? Thưa bệ hạ, thần có quyết tâm nhờ vào thanh kiếm này đấy ạ. Cái gì? Nhờ vào thanh kiếm cũ rích này sao? Dạ, đây là thanh kiếm cha thần để lại. Thần luôn làm theo lời dạy của cha, luôn mài sắc lưỡi kiếm, rèn luyện bản thân. Khá lắm. Ngươi, có thanh bảo kiếm trong tay mà không chịu khó rèn luyện, để thua trước quân phản loạn, thật là nhục nhã, không xứng đáng với thanh bảo kiếm ta ban. Từ nay, chức đại tướng quân sẽ do khanh đảm nhiệm, trẫm tin vào khanh. Khanh xứng đáng có được thanh bảo kiếm này. Hãy thay thế thanh kiếm cũ kia được rồi. Ta chưa từng thấy có vị tướng quân nào mà lại dùng thanh kiếm cũ rích thế kia. Thưa bệ hạ, tuy đây chỉ là thanh kiếm cũ của cha thần, nhưng nó cũng đã cùng cha lập nhiều chiến công. Thần cũng đã gắn bó với nó bấy lâu nay. Đối với thần, nó chính là thanh bảo kiếm rồi ạ. Cha thần đã dạy, bảo kiếm không phải là ở đồ dùng, mà chính là ở trong lòng chúng ta. Khá lắm, đại tướng quân của ta. Làm thơ. Thế là sắp xong. Tuần sau mình có thể trả hàng được rồi. Làm cho quan huyện phải cẩn thận, không thì mất mặt lắm. Đúng là hàng phàm phu tục tử, suốt ngày chỉ biết có đẻo được. Cứ thế thì bao giờ mới khá lên được. Anh Tèo đi đâu mà mặt đẹp thế? À, tôi lên huyện. Quan huyện yêu thích văn chương thơ phú lắm, năm nào cũng mở hội thi thơ. Hả? Anh cũng tham gia à? Anh giỏi thật đấy. Cứ như tôi, làm cho quan huyện cái tủ cả tháng trời chưa xong. Thôi, cứ ở nhà mà đục đẽo nhé. Tôi đi đây. Ôi, anh Tèo đi thi thơ.
Lên đó nếu giành giải cao thì phải khao đấy nhé. Đúng đấy, anh mà được giải thì mát mặt dân làng mình quá. Tôi chỉ đi xem thôi, sợ ra đấy thi thố, làm thơ lại hay hơn quan huyện thì có mà rước họa vào thân. Các vị không nhớ câu biết người biết ta à? Phải khiêm tốn, biết thời thế, vậy mới là người khôn ngoan. Ồ, đúng là người học hành hiểu biết có khác. Dạ bẩm ngài, chiếc tủ của ngài đã xong rồi ạ. Tay nghề của anh khá đấy. Trước kia anh có học hành được chữ gì không? Bẩm có ạ, nhưng con học được ít lắm. Anh thử làm bài thơ Vịnh Con Ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng. Bẩm quan, con chỉ được học ít chữ, làm thơ không hay, sợ quan chê cười. Người cứ làm đi, không sao đâu. Bẩm, mạn phép quan con xin đọc. Ngựa trắng lông như tuyết, chân cứng tựa sắt đen. Ngài cưỡi con ngựa trắng chạy như bay. Được, được, một anh thợ mộc mà làm thơ được như vậy là khá lắm. Đội ơn ngài quá khen. Có tài lại khiêm tốn, như vậy là rất tốt. Người đâu, mang một thúng thóc, một quan tiền ra đây thưởng cho anh Mão. Vâng ạ. Cảm tạ quan lớn, con xin phép về kẻo muộn. Được, ngươi về đi. Đúng là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Ngươi cũng khéo nói chữ lắm. Quay lại đây, ta thưởng cho thúng thóc nữa cho cân nào. Ôi, đội ơn ngài, thế này thì còn gì bằng ạ. Anh lấy đâu ra mà nhiều thóc thế? Quan huyện thưởng cho tôi đấy. Hả? Quan huyện thưởng ư? Không tự dưng ông ta lại cho anh nhiều thóc thế? Quả đúng là quan huyện yêu thích văn thơ. Tôi có làm một bài thơ Vịnh Con Ngựa mà quan thưởng cho đấy. Đầu đuôi thế nào? Kể cho tôi nghe với. Thật thế à? Anh đọc lại bài thơ về con ngựa cho tôi nghe nào. Ngựa trắng lông như tuyết, chân cứng tựa sắt đen. Ngài cưỡi con ngựa trắng, ngựa trắng chạy như bay. Ồ, không ngờ anh Mão lại biết cả làm thơ nữa chứ. Ngựa trắng lông như tuyết, chân cứng tựa sắt đen. Ngài cưỡi con ngựa trắng chạy như bay. Thơ như thế mà cũng là thơ à? Tôi mà làm còn hay hơn nhiều. Thế nào quan huyện cũng phải thưởng cho tôi nhiều thóc với tiền hơn ấy chứ. Thế anh cũng lên nhà quan để xin việc đi, biết đâu quan lại thưởng hậu hĩnh. Đúng đấy. Đi thì đi, sợ gì. Cứ chờ đấy, rồi tôi sẽ mang nhiều thóc và tiền về cho các ngươi xem. Để chúng tôi đi cùng, rồi mang thóc về giúp anh nhé. Anh kia, làm gì mà thập thò ngoài cổng thế? Bẩm quan, tôi là học trò, nhưng nhà nghèo quá không đủ tiền học phí, nên tôi tới đây xin quan huyện một công việc để kiếm thêm ít tiền đàn sách. Khá khen cho tính chăm chỉ, cần cù của nhà ngươi. Nhưng nhà ta hiện giờ không có việc gì cần thuê người cả. Đúng là số hẩm ngày hiu. Này, ngươi nói ngươi là học trò hả? Bẩm quan vâng ạ. Kia có bà cụ đang quét sân, ngươi làm bài thơ vịnh bà cụ đi. Hay, ta sẽ thưởng, không phải mất công đi làm thuê nữa. Thôi chết, mình thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ như thế nào? Mà không sao, giờ chỉ cần thay con ngựa bằng bà cụ là được rồi. Tóc cụ trắng như tuyết, cũng tạm được. Bốn chân cứng như sắt, người thì phải tay với chân chứ. Ý hơi gượng ép, nhưng thôi cũng được, ngâm tiếp đi. Ngài cưỡi bà cụ già chạy như bay.
Thơ thế mà cũng xưng là học trò à? Bay đâu, lôi cổ thằng này đánh 30 roi cho ta cái tội hỗn láo. Học trò gì cứ ngữ mày. Đúng là nhất bên trọng, nhất bên khinh. À, vẫn chưa thấy đủ hả? Đánh tiếp 30 roi nữa vào mông trái cho cân. Đã dốt còn học đòi. Hóa ra chỉ là cái thùng rỗng. Ở nhà thì kêu rõ là to, bị đánh là đáng lắm. Ừ, đã kém cỏi dốt nát, lại còn khoe khoang, chờ chết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.